Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, truyền chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Henry Quỳnh với tựa đề Làng Trải Đẫm Máu. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại chuyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình để phục vụ cho quý vị. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của truyền chiêu. khi nhắc về ma quỷ người ta thường nghĩ ngay đến những thứ tâm linh kỳ dị những điều mà ngay cả khoa học ngày nay cũng chưa giải thích được đa số những câu chuyện ma quỷ hại người mà chúng ta thường được nghe đến như những vong hồn chết vì tai nạn xe cộ hay vì hợp vía mà bắt đi vì con người xúc phạm đến họ còn không thì vì oán hận mà hóa quỷ để trả thù nhưng tuyệt nhiên vẫn còn một loại ma quỷ mà dường như người ta ít nhắc tới ma da một loại ma quỷ được cho là linh hồn của người chết nước hóa thành khi chết đi những âm hồn này phải chờ đủ ngày hoặc phải kéo một người nào đó thế mạng thì mới được đi đầu thai còn không thì âm hồn đó ngàn năm vẫn mãi không thể siêu sinh để tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện ma da xảy ra ở vùng biển nha trang này bến cá xóm bóng vẫn nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Phần lớn những chiếc ghe đánh bắt xa bờ hay gần bờ cũng đều vào bến này mà buôn bán. Cô Hà đang đứng đợi ghe của nhà mình và bến để phụ khiêng cá lên bờ. Nhưng khi chiếc ghe nhà Hà vừa cập bến thì không thấy ai chuyển cá lên mà thay vào đó là họ lại chuyển lên bờ thứ gì đó dài bằng thân người Hai thứ này được bọc trong túi ni lông, được quấn kín và có ướp thêm đá lạnh ở bên trong. Hà tò mò tiến lại gần mà hỏi ba mình. Ủa, nay không có cá hả ba? Sao hai cái bọc gì đấy lạ quá? Ông tiến ba Hà buồn bã trả lời. Cá đồ mà cá, hai cái bọc đó là thằng Hiền với thằng Hậu đó. Ông Tiến nói rất câu thì rưng rưng nước mắt. Lúc này mọi người xung quanh cũng xúm lại mà xem. Hiền và Hậu là hai anh em ruột, con dì Tư, hàng xóm của Hà. Hai anh em cùng với anh chín cuối xóm là những người bạn ghe của ông Tiến. Lúc này người ta bu lại, mở hai cái bọc ấy ra xem. Hà cũng run run mà tiến lại gần. Hà nhát lắm. Khi nghe có người chết thôi là nó đã sợ lắm rồi. Đây nó còn chứng kiến hai cái xác là những người anh của mình từng chơi rất thân với nó hai cái bọc từ từ được mở ra bên trong là hai cái xác chết nước da thịt tái mét đôi môi thì tím dịm mình mẩy ướt sũng riêng chỉ có xác anh hiền là có một đường cứa ngang ở cổ da thịt rách toét ra ngoài dường như bị một vật gì đó chém vào ông tiến phải dùng vải mà cột chỗ vết thương đó lại hỏi ra mới biết khi mà thấy em mình là hậu bị đuối nước hiền nhảy xuống để cứu không may là khi chiếc ghe đang trớn đi tới không hiểu kiểu gì mà hiền lại bị chân vịt chém và giữ cổ hậu lúc đó cũng từ từ chìm sâu xuống nước lúc này ông tiến đang cầm lái ghe ở trong buồng lái nên không hề hay biết sự việc đang diễn ra anh chín thì lội cụi nấu cơm ở sau ghe khi nghe tiếng như có vật gì đó rớt xuống nước anh mới nhổm dậy đi ra sau đuôi ghe mà xem. Chợt thấy là nước màu đỏ tươi với cái xác anh Hiền đang nổi lành bành, chuẩn bị chìm hẳn xuống, thì anh mới giật mình hoảng hốt chạy về phía buồng lái mà la lên. Ôi trời ơi! Anh Tiến ơi! Anh Tiến! Dừng lại! Đừng chạy nữa! Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi kìa! Ông Tiến lúc này mới giật mình với tiếng la của anh Chín mà vội vàng hạ ga quay ra thì thấy khuôn mặt hớt hải của anh Chín đang đứng thở hồng hộc, tay chỉ chỉ về phía sau đuôi ghe vừa thở vừa nói. Tự hiền, tự tự hiền nó nó lọt xuống nước, ch 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 chết rồi. Ông Tiến như điếng người, vội tắt máy ghe mà hỏi lại. Hả? Mày nói cái gì chín? Tâm Hiền chết đuối rồi hả? Đâu? Nó rớt ở đâu? Nói rồi ông Tiến vội chạy ra sau đuôi ghe mà tìm. Lúc này chiếc ghe đã đi xa một khoảng chừng 5 mét. Ông Tiến chỉ thấy một vệt máu loang trên mặt nước. Ông quay người hỏi là anh Chín. Đâu Chín? N nó rớt chỗ nào? Còn thằng hậu đâu? Sao không thấy nó? Anh Chín lúc này run lên cầm cập, miệng lắp bắp nói được chữ có chữ không. Ch chết rồi, rồi. Máu, máu, máu nó kìa ông tiến cũng dối lắm nhưng phải chấn an anh chín đợi một lúc cho anh chín bình tĩnh lại hai anh em mới bắt đầu bỏ thúng xuống mà bơi đi vớt xác hai anh em hiền hậu lên vì đã đi xa bờ hai ngày nên khi vớt được hai cái xác lên phải dùng túi bỏ hai cái xác vào sau đó ướp đầy đá lạnh vào bên trong nếu không làm vậy thì sợ khi mà về tới bờ thì hai cái xác đã trương sình lên Nói tới đây, ông Tiến dâng dâng nước mắt. Ông nói thêm. Thằng Hậu, nó là bị ma già kéo chết. Khi mà vứt được nó lên, tôi có thấy trên chân của nó có một vết bẩm đen to lắm. Còn thằng Hiện, nó là do bị chân vịt chém mà chết. Tội nghiệp, nó vì cứu em nó mà chết theo. Lúc này từ xa có tiếng khóc la inh ỏi là gì tư mẹ của Hiền và Hậu. Người đàn bà năm nay đã bảy 70 tuổi, vừa chạy vừa khóc la thảm thiết. Khi nhận tin dữ về hai đứa con trai của mình, một người đàn ông đứng gần đó vội lên tiếng. Mau! Mau chặn bà tư lại! Đừng cho bái đến gần hai cái xác! Vì đều là dân biển, nên họ hiểu vì sao người đàn ông lại kêu chặn bà tư lại. Hai ba người vội chạy tới đỡ lấy dì tư, không cho bà tới gần hai cái xác. Dì Tư vùng vẫy hết sức. Lúc này tình mẫu tử thiêng liêng làm cho sức mạnh của một bà già 70 tuổi hơn cả hai ba người thanh niên. Bà lao tới gần hai cái xác thì ngã quỷ xuống. Không đứng vững nổi nữa. Bà bò trên cát về phía hai cái xác kia mà kêu gào thảm thiết. Con ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi sớm vậy con ơi? Con ơi! Mọi người xung quanh, ai cũng nghẹn ngào, có người còn không kìm nổi nước mắt. Người ta tới mà đỡ gì tư dậy. Bà khóc nấc lên từng tiếng, luôn miệng kêu tên hai đứa con của mình. Hiền ơi! Hậu ơi! Mẹ đây con ơi! Sao con bỏ mẹ với con ơi là con ơi! Còn tôi mới đây Mà giờ nó nằm đó rồi trời ơi Trời ơi là trời Bà càng tiến gần hơn Tới hai cái xác Lúc này Từ miệng, tai và mũi của hai cái xác Từng dòng máu đỏ tươi Liên tục trào ra bên ngoài Đây là hiện tượng người chết bày tỏ Sự chết oan khuất của mình Từng dòng máu đổ ra bên ngoài, mùi tanh của máu bắt đầu sọc lên. Có người chịu không nổi mà quay ra nôn thốc nôn tháo. Lúc này trên công an họ cũng xuống, khám nghiệm điều tra tử thi, rồi trả xác cho người nhà ăn táng nạn nhân. Dì tư khi thấy hai cái xác trả máu tươi thì ngất lịm đi. Cô ba gần nhà phải dìu đi về nhà. Mọi người cũng cùng nhau khiêng hai cái xác về để làm lễ ăn táng mọi người lần lượt đi theo đoàn người khiêng xác về nhà dì tư còn hà vẫn đứng chết lặng nãy giờ mọi thứ xung quanh đối với hà lúc này như đóng băng lại nó sợ đến mức chân run rẩy không dám bước đi nó lại nhớ về những ngày trước cái ngày mà nó cùng hai anh hiền hậu vui đùa tắm biển rồi nào là dẫn nhau đi ra bãi dạng gần đó mà bắt ốc những buổi tối trốn nhà theo hai anh qua bên xóm trên mà chơi mấy trò game điện tử nó đứng miên man đầu nghĩ về một chuyện mà nó đã từng nghe kể là khi người nào đó chết đi người ta thường về mà rủ những người thân thuộc của họ đi chơi ai mà đi theo thì chắc chắn rằng phải chết theo họ nghĩ về chuyện này nỗi sợ hãi lại dâng lên tột đỉnh nó vội lao đầu chạy về nhà nằm co do ở trên võng tim vẫn còn đập thình thịch hình ảnh hai cái xác lúc nãy đang hiện hữu trong đầu nó. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nó lại thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím dịp hiện ra trước mắt. Nhà dì tư chỉ cách nhà nó một con đường đất, có thể nói là sát bên. Nên khi bên dịch vụ mai táng trả quan tài đồ đạc xuống, nó chỉ dám hé hé mắt ra nhìn, sau đó là trốn luôn ở trong nhà. Người ta thường nói những người yêu bóng vía thì thường không được gặp ma quỷ hay ma quỷ không cho gặp vì khi cho những người yêu bóng vía gặp họ sẽ chịu không nổi mà chết bất đắc kỳ tử lúc này hồn ma quỷ kia sẽ phải gánh thêm tội nghiệp nhưng với hà thì khác những sự việc sắp diễn ra sau này làm nó phải ám ảnh cả một đời về sau tiếng nhạc đám ma vang lên inh ỏi khiến hà phải giật mình thức giấc chợt nhận ra mình vừa ngủ một giấc dài. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Lễ nhập quan cũng vừa diễn ra lúc 4 giờ 30. Hà bước xuống võng, đi ra mở cửa nhìn về phía bên nhà dì tư. Bên đó đông đúc người qua lại ra vô, có những người đi viếng, có người thì ngồi bàn ghế để tiếp khách. Đèn đuốc điện đài cũng được trang bị đầy đủ, để tối nay mọi người cùng ở lại trông non. Trước nhà mình, bà lành má của hà đang ngồi vá lưới thấy con mình đi ra bà lành cất tiếng hỏi mày ngủ gì mà dữ vậy mày vô dọn cơm rồi qua kêu ba bay vẽ cơm ông ở bên nhà gì tư bay sáng giờ đó hà ngồi xuống ngay bậc thang trước nhà mà hỏi ủa vậy là người ta bỏ xác vô quan tài hết rồi hả má rồi khi nào mới đem đi chôn bà lành vừa đan lưới vừa trả lời má nghe người, người ta nói đầu trưa hay là chiều gì mai đất chôn rồi tội nghiệp gì tư có hai thằng con trai mà giờ lại chết cùng lúc bà thì ra cả sau này không biết sống ra sao hà hỏi tiếp còn người nói khi mà người ta chết ý, người ta thường hiện hồn về rủ mấy người thân mình đi chơi ở má bà lành quay lại nhìn hà bà cất giọng chửi nhẹ tổ cha bây còn nít con nôi hỏi chi ba cái chuyện đó mà từ bây giờ mày bớt đi tắm biển đi nghe chưa tao nói rồi đó có chuyện gì bà mày ổng đánh chết á thôi vô dọn cơm đi ngồi đó mà hỏi tào lao à nói rồi bà lành cũng buông cử vá xuống đi vào nhà hâm nóng đồ ăn chuẩn bị cho bữa cơm chiều Hàng ngồi trên bậc thang trước nhà mà nhìn ra biển cái ánh nắng hoàng hôn còn sót lại le lói trên mặt biển gió thoảng hiu hiu mát cả mặt. Hà ngồi suy tư mà ngắm hoàng hôn, chợt hình ảnh của Hà và anh Hiền Hậu đang tắm biển cùng với lũ trẻ con trong xóm đang diễn ra trước mắt. Dường như nó không thể quên đi những ký ức đẹp đó. Từ nhỏ tới giờ Hà vẫn luôn theo hai anh chơi, hai anh cũng xem nó như em ruột vậy. Đang ngồi nghĩ về những khung cảnh đó, thì Hà chợt thấy có một bóng đen đang đứng dưới nước mà vẫy tay như là đang kêu hà đi ra đằng đó bóng đen này hà nhìn quen lắm bóng này là bóng con trai nó cứ đứng vẫy tay gọi hà đi ra ngoài biển hà đứng dậy chân bước xuống từng bậc thang hà muốn tiến lại gần hơn để xem cái bóng đen đó là ai ủa tao kêu bay qua kêu ba bay về sao nãy giờ còn đứng đó giọng bà lành vang lên làm cho hà giật mình quay vào trong nhà nói Dạ, giờ dạ con đi nè má. Vừa mới quay lại thì lại không thấy cái bóng đen lúc nãy đâu. Hà nghĩ rằng ai đó kêu mình ra, nhưng mình không ra nên họ đi về mất rồi. Hà bước từng bước qua nhà dì tư, khung cảnh bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Vào cái mùa gió tháng 8 này trời tối nhanh lắm, giờ này mà đã nhá nhem giống như 6-7 giờ vậy. Thêm cái nữa là khu làng trài này làm gì có đèn đường cũng có một vài nhà bắt cái đèn ở trước cửa soi sáng đủ một khoảng sân nhỏ trước nhà tối lại mà muốn đi ra ngoài những người nhát gan thường phải dùng đèn pin đi bộ lên một đoạn xa tầm 400 mét trên xóm trên thì mới có đèn đường có đường đổ bê tông chứ ở khu này là khu nhà trổ giáp mặt biển người ta cũng không làm điện làm đường gì cho tốn kém Hà bước qua nhà Dì Tư, thấy mọi người đang ngồi bàn tán nói chuyện với nhau ở trước. Bên trong là bàn thờ và hai cỗ quan tài. Dì Tư lúc này cũng đã ổn định tâm trạng hơn, nhưng Dì vẫn ngồi ở giữa hai cái quan tài, lâu lâu lại thút thít lên thành tiếng. Hà bước vào, sẵn đầy nó cũng muốn thắp cho hai anh nén nhang. Lạ thay, hai cây nhang của Hà cháy thẳng tắp, tàn nhang vẫn đứng thẳng, không rớt ra bên ngoài như những cây nhang khác. Hai chiếc ảnh trên bàn thờ đang nhìn nó chăm chăm. chợt nó cảm giác như hai tấm ảnh đang nhoẻn miệng cười với nó vậy. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Hà bất chợt rồng mình lên một cái, bước đến an ủi gì tư vài câu, rồi quay nhanh ra bên ngoài, đứng ngay bàn của ông Tiến mà nói: Ba, má bảo con kêu vẹn cơm. Ông Tiến quay lại thì thấy Hà đang đứng sát bên. Ông cất giọng. Ừ, bay về cái máu dọn ra đi. Bà nói chuyện với mấy chú, mấy câu nữa rồi về liền. Bảy bố lúc này ngồi trong bản cũng lên tiếng. Đứa nào vô dọn cơm ra đây ăn coi bảy. Sáng giờ tội tao phụ làm cả buổi trời rồi. tối quá. Bảy bố chỉ thẳng về phía bàn thờ mà nói tiếp. Đó, người chết còn ăn uống đầy đủ no nê kia kìa. Tụi tao là người sống, sao mà nhịn được bảy ơi. Sẵn Đưa nào đi mua cho tụi tao vài chai, tôi này, tụi tao ở lại canh đám mà." Nói rồi, bảy búa cười ha hả, rồi kêu mọi người trong bàn đi vào dọn cơm. Biết là câu nói đùa nên không ai quả trách gì, hai cha con cùng nhau đi về nhà. Bên này mọi người cũng về gần hết, chỉ còn bàn của những người thanh niên với mấy chú trong xóm, họ đêm nay sẽ ở lại canh đám. Cơm nước xong rồi, Ông Tiến trầm điếu thuốc mà rít lấy vài hơi mà nói. Đêm nay, báo với thằng Hà ngủ ở nhà. Tôi qua nhà chị Tư canh đám với tụi nhỏ. Dù gì, tụi nó cũng là bạn ghe của mình. Sáng tôi mới gửi cho chị Tư ít tiền, coi như là an ủi chị phần nào. Bà coi tôi làm như vậy được chưa? Bà lành đang nằm trên võng đung đưa, chiếc máy cassette cũ đang phát tuồng cải lương máu nhuộm sân chùa, do cố nghệ sĩ minh cảnh hát kép tránh đôi mắt bà lim dim như không nghe lời chồng mình vừa nói ông tiến chờ một hồi lâu mà không thấy vợ mình ừ hữ gì ông quay ra thì thấy bà đang lim dim con mắt ông cầm chiếc võng lắc lắc mạnh làm cho bà giật mình ông tiến nói đêm nay tôi qua nhà chị tư bà có ở nhà với thằng hà bà lành lúc này còn đang mơ màng ngủ bà cất tiếng lè nhẹ Biết rồi. Quỷ ạ. À? Đang ngày khúc hay à? Ông Tiến đứng lắc đầu ngao ngán, xỏ đôi dép mà đi qua nhà dì tư. Cô Hà cũng vừa mới tắm xong chạy lên kêu. Bà cho con qua đó chơi nữa ba. Ở nhà sợ quá. Ông Tiến đang định đóng cửa thì nghe tiếng Hà. Ông dừng lại nói. Mày còn nít, ở nhà với má đi. Qua bể làm gì? Bàn đêm bàn hôm, đây mình tao đi được rồi. Nói rồi ông đóng cửa, rồi đi nhanh qua nhà dì tư. Bên này tụi bảy búa đã chuẩn bị lên mồi lên rượu, thấy ông tiến qua bảy búa cất giọng. Chú Năm, tôi còn chở chú nãy giờ. Thôi, vô đây ngồi, giữ kể chuyện ma cỏ đồ chơi cho vui chú Năm. Hàng xóm vẫn thường gọi ông Tiến là ông Năm, chú Năm hay anh Năm, tại vì ông theo vai vế thì là thứ Năm, Ông tiến lại kéo ghế ngồi xuống, nhấp liền một ly rượu, rồi khà lên một tiếng, vỗ đuổi cái đét nói. Chà, rượu thằng nào mua mà đã dư bảy mà bố tụi bay thích ma lắm rồi sao, mau đôi kể chuyện mà Cả đám người thay nhau lên tiếng nháo nhào. Bây giờ chú cháu anh em mình ngồi đây canh cả đêm, nó xàm hoài nó cũng giận người. Thôi để mỗi người kể một câu chuyện cho nó có màu quà giả dốc Người khác lên tiếng. Được nhưng mày. Đồ Phải coi. À, hôm bữa, tao đi qua xóm trên chơi. Từ lúc tao về khoảng 11-12 giờ đêm đó. Ngay cái gốc cây gạo kia kì kìa. Người này chỉ chỉ tay về cái bóng cây gạo nằm ở đầu xóm. Đó đó, cái cây đó đó. Nè ha, tao đi ngang qua. Thấy tôi thui tôi mỏi. Là tao đã sợ rồi. Tôi gần cái cây đó, Tao cố mà đi cho nhanh. Đang bước đi từng bước vậy đó. Tao nghe có tiếng ai đó kêu tên tao. Tao dừng lại, cố gắng là nghe ngóng thử xem là ai kêu tên. Mà lạ nhá. Lúc đó tiếng kêu nó im du luôn. Tao đi thêm vài bước thì nó lại kêu tên tao. Ra gã da chó rể trong người tao nó nổi hết lên. Tuy là mình sợ, nhưng mà mình vẫn phải tự chấn tĩnh bản thân mình. Tao giả bộ nói to phong long. Ôi cha đỡ nào đó bày, nửa đêm nửa hôm không có hồ ma hồ cỏ tao ở nhà tao mà biết đứa nào tao đánh cho mềm xương à tao giả bộ đi thư thả nữa chứ lỡ đâu có đứa nào nó giả ma hồ tao mà tao chạy thiệt thì nó cười chết à tao bước đầu được ba uh, bốn bước ấy tự nhiên tao nghe tiếng gì đó từ trên cây nó rớt xuống bịch từ cái khúc đấy là tao muốn đái trong quần rồi đó tao vừa mới quay lại một cái nguyên cái bản mặt nó to như là cái bàn đây này, mắt nó trợn ngược lên nhìn tao Vừa nói, ông ấy vừa diễn tả cho mọi người thấy nó trợn mắt ra làm sao. Để, thế này này, đó, tổ mẹ nó chứ, mà nó lộn ngược, hai cái chân nó treo trên cành cây, còn cái đầu nó thòng lòng xuống vì đây này, nó còn hỏi tao nữa chứ, nó kêu, nè, Tao hù mày này Mày đánh tao mềm xương cho coi Trời ơi lúc Lúc tao quỳ xuống tao lạy nó Tao kêu là tao lỡ lời Rồi lật đật tao mới quăng dép tao chạy thúc mạng vậy đó Hồi giờ người ta nói Tao đâu có tin đâu Lần đầu tiên trong đời tao thấy mặt con má nó ra sao Tao là tao toàn tới giả luôn đó Cả đám khi nghe xong câu chuyện của ông ấy thì cười phá lên. Câu chuyện ma nó kinh dị vậy Mà kể qua lời cha này nghe nó muốn thành chuyện cười luôn Rồi một hai người khác lên tiếng Ồ đúng rồi Ông nhắc tôi mới nhớ Cũng cái kỳ đó luôn đó Đêm hôm có bữa tôi còn thích Con quỷ nó du con ngủ nữa cơ Ông khác lên tiếng chọc Mày thấy nó du con nó ngủ Giờ mày có thấy nó cho con nó bú sữa không mày Cả bàn cười rộ lên Ông kia bị chọc thì con mắt giật giật mà nói Tổ mẹ, gặp lò chạy ở đó mà nhìn được cái gì? Không khí trong bàn nhậu lúc này đang rôm rả. Người kể câu chuyện này, người kể câu chuyện kia. Cũng gần hai ba tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này ai cũng ngà ngà say. Chợt ông Tiến mới cầm ly rượu đứng dậy mà nói. Tội bài nãy giờ, kể chuyện đủ thứ trên trời. Mà có một loại ma Tao chưa nghe tụi mày kể Để giờ tứ lượt tao kể cho tụi bây nghe nè Bảy bố lên tiếng hỏi Chuyện gì chú Năm Qua bộ hấp dẫn nhà chú Ông Tiến uống ực một hơi Hết ly rượu Rồi đặt ly xuống bàn kêu cái cốp mà nói Mà ra Ông Tiến bắt đầu kể câu chuyện của mình Khi còn là thanh niên, ông đi biển lớn cho một người chủ ghe ở gần nhà, biển lớn ở đây có nghĩa là những chiếc ghe này sẽ đi vùng biển khơi giáp biên giới với các nước lân cận. Một chuyến biển thường kéo dài từ 20 đến 25 ngày. Vùng biển khơi giáp biên thì nguy hiểm vô cùng. Chuyến nào đi trời yên biển lặng thì không nói, còn có những chuyến đi phải đối đầu với những cơn bão biển, mà bão biển thì sức mạnh của nó phải gấp đôi, gấp ba lần khi đổ bộ vào bờ. Còn chưa kể những chuyến đi vô tình gặp phải cướp biển thì coi như chuyến đi đó bỏ không. Hễ mà gặp cướp biển, may mắn lắm thì nó chỉ thả trôi cho mình về, có khi nó còn bắt cả người để đòi tiền chuộc. Chuyến biển năm đó, ông Tiến cùng với những người bạn ghe khác bắt đầu vươn khơi. Chuyến đi này, ghe của ông nhằm theo hướng quần đảo Trường Sa để đánh bắt. Khi mà cá tôm đã đầy hầm chứa, thì ghe bắt đầu quay về bờ để buôn bán, Đêm đó, ở giữa vùng biển khơi, trời tối đen như mực, chiếc ghe đang thả trôi trên mặt nước. Ông Tiến cùng những người khác đang ngồi lai dai với nhau. Dân biển là thế. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần để họ lai dai với nhau vài xị cũng đủ vui vẻ tinh thần rồi. Cần gì đâu những thứ xa hoa khác. Đang ngồi lai dai và hát họ, thì ông Cao chỗ ghe mới lên tiếng. Thôi, đêm nay anh em mình thả lưới làm một vác nữa rồi hừng đông anh em mình vào bờ mà vác này lên thì mình bỏ riêng có như là vác này anh để cho mấy chú bán được nhiều thế dùng để liên hoan một bữa cho nó đã nghe tới đây ai cũng gật đầu đồng ý có người vỗ tay tán thành ý kiến vừa rồi của ông cao có người lên tiếng nói chà có bộ chữ này anh cao chơi sộp với tụi em mà nha đợt này về anh em mình nhậu đã mọi người lại cười lên khoái chí buổi nhậu đã vui nay lại càng vui hơn tinh thần ai cũng phấn chấn hơn hẳn đang ngồi thì nghe tiếng thứ gì đó rớt xuống nước kết tỏm ai cũng giật mình vì tiếng vừa rồi rất to mọi người vội vàng soi đèn pin tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy gì tất cả bắt đầu đếm từ người trên ghe xem thử có thiếu ai hay không vì nếu thiếu thì chắc chắn tiếng vừa rồi là đã có người rớt xuống nước. Đếm đi đếm lại vẫn đủ 15 người, không thiếu một ai. Mà biển thì êm, con sóng lớn gì đâu mà sợ đồ trên ghe rơi xuống. Giờ có người kêu lên. Thôi, chắc là cá nhảy thôi, mà chắc con này cũng to đấy. Được, thì xíu nữa thả lưới đây luôn, khỏi phải đi đâu cho nó xa. Nói rồi mọi người nhất trí là sẽ thả lưới luôn tại đây. Ba người nói chuyện rôm rả, Tám tàng sững người, rụi rụi mắt nhìn về phía mũi ghe. Có một bóng đen to lớn đang ngồi bó gối ở gần mũi ghe. Bóng đen này quay mặt ra biển. Tám tàng kêu với bằng cái giọng lẻ nhẹ say. Ê! Thằng nào ngồi đó bay? Đang nhậu, sẽ lại bỏ ra đâu ngồi? Bóng đen đó vẫn ngồi thu lưu một cục, không động đậy, không ngó ngàng gì tới lời của tám tàng chụp gói thuốc lá tám tàng ném về phía bóng đen mà kêu Ê! Mày! Mày! Nghe tao nói gì không mày? Ê! Thằng kia! Lúc này ông Tiến ngồi gần bên vỗ vai tám tàng mà hỏi Tám! Mày kêu ai đấy? Tớ lượt rồi kìa mày! Uống đi! Ngoài đâu có ai đâu mà kêu Tám tàng quay lại khuôn mặt lúc này đã bị men làm cho đờ đẫn đi. Tám tàng leo nhà vừa nói vừa nấc cột. Ờ, ừ, tới ừ, lượt rồi à? Sao, sao nhảnh dữ vậy? Nói rồi, tay phải cầm lấy cái ly uống ực một hơi, rồi lại quay về phía ông Tiến mà hỏi. Anh Năm, à, anh có thấy cái thằng ngồi ở mũi ghe không? Anh có tưởng đó là thằng nào? Đang uống mà lại bỏ ra đứng ngồi vậy? Bộ nó nhớ nhà sao Mẹ tổ trà cái thứ đàn ông đàn an gì mà kỳ cục Nói rất câu Tám với tới cầm lấy con khô bỏ vào miệng nhai chóp chép Ông Tiến lúc này mới quay lại Nhìn về phía mũi ghe Lúc này phía trước mũi ghe trống không Có bóng đen nào đâu Ông vỗ vai tám tảng kêu cái đét rồi nói. Tám, mày say rồi đã, Có thằng nào ngồi trên mũi ghe đâu? mày uống cho cố vô rồi quáng con mắt mày lên tám tàng quay người nhìn về phía mũi ga rồi nói ờ tôi mới thấy nó ngồi thu lùa ở đây mà đồ mất tiêu rồi lúc này mọi người trong bản mới thay nhau nói thôi say rồi vô ngủ đi chú tám có ai đâu mày anh em ngồi đây đầy đủ đây mà Tám Tàng vỗ đổi rồi mới nói Say đâu mà say Tôi nói tôi thấy Là tôi thấy Mà sao quay lại uống Rồi quay ra nó đi mất tiêu à Hai con mắt tôi còn sáng trưng đây cơ mà Thôi dẹp đi Tôi đi tiểu cái Rồi vô nốc tiếp Nói rồi tám tàng vịn vai ông Tiến mà đứng dậy, còn dặn dò ông Tiến. Tới lượt tôi, Nhớ để dành cho cha Không có uống ké à <laughs> Biết tám tảng đã say Mọi người phá lên cười với thằng này Coi vậy chứ mà nó tội Thật thà Siêng năng chịu khó Chưa bao giờ nặng nhẹ với ai một tiếng Tám lúc này Đi chân phải đã chân trái Nghiêng nghiêng ngã ngã Đi tới phía mũi ghe mà đứng tiểu Khi đi tới chỗ bóng đèn lúc nãy ngồi, Tám cảm giác chân mình dẫn lên cái gì đó nhơn nhớt. Tám lấy chân chà chà lên sàn ghe. Cái thứ nhớt nhau đó là một vũng to tướng. Tám không biết đây là thứ gì, mà sao nó nhớt như cái là nhớt trên mấy con cá trình vậy. Mắt nhắm mắt mở, cúi xuống lượm gói thuốc lúc nãy vừa ném. Vỏ gói thuốc cũng bị một lớp nhớt bọc lấy. Tám cầm gói thuốc lên coi, thứ nhớt kia đang nhễu từng giọt xuống sàn ghe. Tám thấy thứ nhất này nó màu đen kịn, ban đầu còn nghĩ là nhớt máy ghe, nhưng khi tám đưa lại gần mũi người người, chợt cơn buồn nôn ập tới. Cái thứ nhất kia nó thối kinh khủng, thối như là xác người chết sình lên vậy. Người và một hơi, tám vội ném gói thuốc ra xa, tay bịt chùi chùi vào người, vội bụm miệng lại, nếu không thì đã nôn thốc ra ngoài rồi. Tám tàng lầm bầm chửi, tổ mẹ nó Hay cái tảng lúc nãy Nó giả để nó ói nhỉ Nói rồi Tám đứng trên thành ghe Kéo quần xuống chuẩn bị đi tiểu Theo quán tính Tám nhìn xuống mặt nước Lúc này bên dưới có một cái đầu Đang ló lên mà nhìn chăm chăm Tám tảng Đôi mắt của nó đỏ rực lên Tay nó vẫn bám vào thành ghe Chỉ lộ đôi mắt với đầu tóc lên trên mặt nước Tám tàng cúi xuống thì giật mình Nín cả tiểu Tưởng đâu mình bị hoa mắt Tám chớp mắt hai ba lần Lấy tay dụi đi dụi lại Nhắm chầm đôi mắt lại Rồi he hé từ mỹ mắt ra Mà nhìn cái thứ bên dưới mặt nước kia Bên dưới Cái đầu nó cũng từ từ ló lên Đầu tóc nó thì ướt sũng Dài ngoằng Che gần kín khuôn mặt Đôi mắt đỏ rực lên như máu mũi của nó thì rớt ra từng mảng da thịt như là bị thứ gì cắn rỉa à. cái đầu và khuôn mặt từ từ ló lên ngày một rõ hơn hết cái mũi thì tới cái miệng cái miệng nó lúc này không có phần da bên ngoài lộ ra bên trong là hàm răng và xương hàm trắng toát những miếng da còn dính lại trên đó chút ít đang nhễu nhãi từng dòng nhớt đen xuống nước tám tàng lúc này điếng hết cả người tay chân cứng đơ như bị đóng băng tê liệt hoàn toàn. Mắt chữ O, mồm chữ A nhìn về phía cái thứ kinh dị ở bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Chợt, ôm một tiếng, cái bóng đen bên dưới nhảy vọt lên, dùng tay chụp lấy tám tàng mà lôi xuống. May sao lúc này tám tàng lui chân bước hụt xuống sàn ghe, chân dẫm phải cái thứ nhớt nhớt trơn trơn trên sàn mà té ngửa ra đằng sau, cái bóng đèn kia chụp hột tám tàng thì nó lặn xuống nước mất tăm mất dạng nghe tám tàng té ngửa mọi người vội vàng chạy tới mà đỡ tám tàng đứng dậy ông cao lên tiếng tổ cha mày nhà tám mày uống cho nó cố vô rồi té tới té lùi tám tàng lúc này mới đỡ cả miệng mặt mày tái xanh tay mét mồm vẫn cứ há cả ra dường như sợ quá mà chết đứng tay tám tàng run run chỉ chỉ về phía mặt nước mồm muốn nói gì đó mà cứ ú ớ à, u, 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 u. chữ cuối cùng mọi người mới nghe rõ được thằng này nó bảo là ma ông tiến đạp phải cái thứ nhất kia thì lên tiếng mày ối ở đây luôn hả tám sao nhất quá vậy nè đưa tay lên người người ông tiến chửi lên mẹ mày nhọc thối gì mà thối quá đi ông cao nghe ông tiến vừa nói những lời đó thì vội chạy vào nổ máy ghe bật hết điện đài xung quanh ghe lên lúc này mọi người mới nhìn rõ cái thứ nhớt nhau kia nó màu đen kịn đặc sệt mà nó nhớt cực kỳ nhớt mùi thối của nó thì khỏi phải bàn ngửi vào chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài ông cao cầm một cái đèn pin soi hết mặt nước xung quanh ghe của mình từ trước ra sau, rồi mới lên tiếng. Thằng Tám nó gặp ba già rồi đó tụi mày, đỡ nó vô cabin đi. Sức giờ vô, cho nó ấm người, xíu nữa nó tỉnh rồi hỏi chuyện. Mọi người đưa Tám vào trong cabin, xoa bóp dầu một hồi lâu thì Tám mới hoàn hồn lại. Bật dậy, ngồi co rúm, tay chân run cập cập mà nói với vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ ma ra ma ra đó trời ơi à, anh nam ơi ma ra nó đòi bắt tôi nãy nó chụp chân tôi mà hụt ông tiến lúc này mới tiến tới vỗ vỗ vai tám tàng ông nói rồi 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 không sao rồi có tụi anh đây rồi ma ra không có dám làm gì mày đâu rồi bình tĩnh kể cho tụi anh nghe chuyện gì coi ngồi run lẩy bẩy một hồi lâu tám tàng vừa kể lại câu chuyện mà người run lạnh lên từng đợt không khí lúc này như trầm xuống mọi người đều dồn ngồi hết vào trong cabin ông cao thấy nỗi sợ cũng dần hiện lên trên mặt của anh em nên ông mới nói thôi ma quỷ hồi giờ anh em mình cũng gặp nhiều rồi này nó lên ghe mình nó phá thì thôi anh em coi ngủ đi anh ngủ một tiếng rồi, anh lấy ghe và bỏ luôn. Mọi người mệt nhoài, ngã người ra mà nằm. Có người lên tiếng. Má nó sơn ạ, tưởng lúc chuyến này anh em mình dư khá khá, ai rẻ đâu. Người khác lại nói. Thằng Tám dư gặp tao, ta lôi cái đầu nó lên mà đấm cho mấy cái, chờ cái tật hù dọa người ta đi. Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng quả. Bây đừng có mà nói ba xàm, nó mà nghe được Nó phá ghè Là có nước bỏ mạng ở đây chứ chả đùa đâu Nói rồi Mọi người đều im lặng Mọi người dần chìm sâu vào giấc ngủ Ông Tiến giật mình thức giấc Thì thấy ông Cao đã đứng trong buồng lái từ bao giờ Chiếc ghe đang nổ máy chạy trong đêm tối mịt Ông leo lên phía buồng lái ngồi cạnh ông Cao Rút điếu thuốc từ trong gói già Mà bỏ vào miệng Tay với cái bật lửa mà châm thuốc rít một hơi làm cho đầu thuốc đỏ lửa lên rồi từ từ nhả khói ra mắt nhìn về xa xăm nhìn về cái bóng đêm huyền ảo của đại dương mênh mông từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô thoáng nghĩ kiếp người long đong trên đại dương bao la này cũng giống như những con sóng nhỏ vậy chẳng biết đâu là bến bờ rừng chân ngày qua ngày trôi giạt trên biển cùng với sương gió chiếc ghe vừa chạy qua khỏi một cột phao nổi màu cam đề chữ trường sa hải lý mười lăm ông tiến thở dài rồi cất tiếng hát một mai qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông tôi lại về thăm em ông cao lúc này cũng cất tiếng hát theo hai anh em cứ thế xong ca từ bài này sang bài khác Cuộc đời là vậy đó, những lúc mệt mỏi, chúng ta phải hát, hát lên để cuộc đời này thư thả. Âm nhạc sẽ giúp chúng ta thoải mái, giúp chúng ta quên đi những mệt nhoài cuộc sống. Bên ngoài, một chiếc cột phao lại xuất hiện, trên cột phao lại để chữ Trường Sa Hải Lý 15. Nhận ra có điều gì đó không đúng, ông ló đầu ra bên ngoài buồng lái, quay lại mà nhìn cho kỹ thì nó vẫn là cái cột phao Hải Lý 15 ông tiến quay lại nhìn ông cao mà cất tiếng hỏi cắt ngang lời bài hát mà ông cao đang hát anh cao anh có đi lộn đường không sau nãy giờ tôi thấy như là hai cái cột phao giống nhau vậy ông cao lên tiếng tao cũng thấy mà chắc là tụi hải quân đòi làm lộn gì đó chút xíu đúng mà từ nãy giờ anh vẫn đi đúng đường mà ông tiến nghe nói cũng có lý nên lại ngồi im lặng không nói gì thêm đi được một khoảng khá lâu thì lại thấy cái cột phao có chữ trường xa hải lý 15. Lúc này ông Cao và ông Tiến đều quay lại nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ. Ông Tiến cất tiếng trước. Trên mẹ rồi, có khi nào nãy giờ mình bị má giấu không? Ông Cao hạ ga nhỏ lại rồi nói. má giấu chỉ là chuyện ở trên bò, đầy bình dưới biển, làm gì mà giấu mày? Ông Tiến lại nói thì mà dao nó giấu đó ông cao xua tay mà nói không làm gì có chuyện đó nói rồi chụp lấy gói thuốc ông châm một điếu mà rít lên rồi tiếp tục tăng ga ông nói để tao chạy một hồi đỗ xem sao. cả hai người đang hồi hộp chờ đợi một lúc sau có một cột phao xa xa đang dần hiện ra hai người chăm chú nhìn xem cột phao này để chữ gì không khí lúc này căng thẳng lên, im lặng để chờ đợi, thì vẫn là dòng chữ đó, vẫn là cột phao mang số hiệu Trường Sa Hải Lý 15. Biết có chuyện chẳng lành, ông ca vội xả hết ga, miệng lắp bắp nói. Chịt mẹ rồi à, năm ơi, quả bộ mà giấu anh em mình thiệt như mày. Ông Tiến lúc này cũng lên tiếng đáp. Hay là anh ra trước khe, thấp nhang mà khấn người ta xem thế nào, Ông Cao nghe cũng có vẻ hợp lý, nên vội cầm bó nhang, đốt lên cháy đỏ, rồi bước ra trước gần mũi ghe mà lầm dầm khấn. Còn là Nguyễn Văn Cao, là chủ cái ghe này. Này, ghe còn có lỡ, biển đi ngang qua chỗ của quý vị. Có điều gì không phải hay mạo phạm, mong quý vị bỏ qua, để cho anh em còn được vào bờ an toàn. Còn nếu quý vị nào, có điều gì muốn anh em con giúp Thì con sẵn sàng Chỉ cần để ghe con được cập bến an toàn Lễ tạ của quý vị Con sẽ tả hai con gà Với trẻ xôi Mầm bánh trái đầy đủ Cuối lại ba lại Thì chiếc ghe lúc này đang tắt máy Bỗng như có một lực gì đó Đẩy chiếc ghe lướt trên mặt nước Một cách từ từ chậm rãi Nhìn xung quanh thì sóng biển không lớn Vậy thứ gì đang đẩy ghe mình đi Máy cũng tắt mà gió thì cũng không có hiện tượng lạ này diễn ra khiến cho cả ông cao và ông tiến phải tái mặt mà nhìn nhau hừng đông cũng dần ló dạng chiếc ghe cứ thế trôi tự do theo một hướng ánh mặt trời vừa lên thì chiếc ghe cũng dừng lại ông tiến và ông cao lúc này mới đi tìm xung quanh bên dưới mặt nước có gì hay không đi từ trước ra sau từ sau ra trước vẫn không có gì chợt nhìn ra phía xa xa thì ông cao lên tiếng kêu năm năm mày qua đây ở đằng kia có cái gì nó đang trôi kìa sao tao thấy nó giống xác người quá ông tiến vội chạy về phía đó nhìn một hồi rồi nói xác người đó là xác người đó anh ông cao quay qua nói vậy là đêm qua ma quỷ không cho nghe mình về bờ mà dắt mình đến để vứt cái xác này rồi một chạy vô kêu mấy anh em dậy phụ vớt cái xác kia lên đi. Nói rồi, ông Cao cho ghe chạy gần tới cái xác đang trôi trên biển. Ba bốn người xúm nhau vớt cái xác đó lên bờ. Tám tàng từ trong cabin đi ra, vừa thấy cái xác thì la làng lên. Đó, đó, mà, mà, nó đâu mấy trả ơi. Vừa nói tám tàng vừa miếu máu, tay chỉ chỉ về phía cái xác đó Hồi tối tôi gặp cái khuôn mặt y chang vậy đó Là nó luôn đó Trời ơi là trời Lúc này Mọi người mới biết là đêm qua Vong hồn của xác nam này Hồ dạ tám tàng Rồi không cho ghe vào bờ Kể tới đây thì Ông Tiến với lấy ly rượu Mà ực một cái cho đã khát Ông khả lên một tiếng dài Đó Sau chuyện đó ghê ta làm ăn phất lên nhà mày. Nhờ vậy mà tao có dư, về cưới cô năm bảy, rồi cất cây nhà lên đó sơ. Mọi người trong bản lúc này nhao nhao lên. Chú Năm, vậy anh em thằng Hiền chết nước cũng thành bá già hả chú? Ông Tiến gật gù rồi nói. Đúng rồi, ai chết nước cũng thành bà già hết. Chợt ông nhìn vào trong hai bàn thờ rồi nói. Bảy bố, Mày vô mày coi đốt cho tụi nó miếng nhàng cỏi Để nhang gần tan hết rồi kìa kìa. Bảy búa lào nhào nói. Ơn không? Đã nghe kể chuyện hay à? Nói rồi, bảy bố đứng dậy, bước đi siêu vẹo vô, rồi mồi hai thanh nhang thắp lên bàn thờ. Giật tấm hình của anh Hiền lúc này, nhìn bảy búa mà nhuẹn miệng cười. Bảy bố nhìn thấy thì hoảng hồn, giật nảy mình lắc lắc cái đầu cho tỉnh rồi lại nhìn lại lần nữa lúc này cái hình thờ vẫn bình thường vẫn là cái hình của anh hiền đang nhìn thẳng chăm chăm vừa ngước lên thì trời ơi một bóng đen to lớn đang ngồi chồm hổm trên chiếc quan tài của anh hiền bảy búa chết điếng cả người miệng há hốc tay chân cứng đờ như cái xác không hồn trước mắt bảy bố lúc này là anh hiền đang ngồi trên cái quan tài của mình cả người của Hiền ướt sũng Nước từ trên người nhễu xuống đầy sàn nhà Anh Hiền ngồi xổm Chợt quay cái đầu qua nhìn bảy búa Khuôn mặt nhợt nhạt tím tái Vì bị ngâm trong nước quá lâu Càng kinh dị hơn Là người thì quay qua phải Còn cái đầu từ từ quay qua bên trái Ngay cổ Hiền có một vệt rách ngang Vệt rách này lại bị chân vịt chém ngang qua Khi mà Hiền nhảy xuống cứu em mình cái đầu từ từ quay qua bảy búa cứ dán mắt vào cái cảnh ghê rợn diễn ra trước mắt mình từ ở vết rách giữa cổ nước và máu đen sì đang từ từ chảy ra thành dòng còn có cả những mảng rong rêu bám ở đó đầu càng quay qua thì vết rách đó càng bị xé toạc ra hiền cất giọng nói ma mị vang vọng từ xa xăm anh bảy anh Bảy ơi Em đói quá Em lạnh quá Anh Bảy ơi anh Bảy Nói rồi từ mắt của Hiền Lại chảy ra hai hàng máu đỏ Hiền nhoẻn miệng cười ma mị Rồi nói tiếp Anh Bảy Anh coi tôi này Hiền vừa nói Vừa chỉ vào vết sách Ở chỗ cổ mình Anh coi đi Em có ăn uống được gì đâu Mà sao anh kêu người chết còn được ăn uống đầy đủ Anh coi đây này Nói rồi Hiền chộp lấy một cái bánh trên bàn thờ Bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến Đến lúc nuốt cái ực Thì bánh trôi từ miệng qua cổ Rồi đi thẳng ra bên ngoài Ngay vết rách Hiền lấy tay bịt lại chỗ vết rách đó Ngăn không cho bánh rớt ra ngoài mặt hiện lên vẻ đau đớn mà nói với giọng điệu ma mị. Đó, tôi có ăn được đâu, mà nói tôi ăn uống này nọ. Nói dứt câu, Hiền lao tới, vỡ đống bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, làm cho nhang đèn ảnh thờ đổ ra đầy sân. Bao nhiêu đồ ăn Hiền ăn vào, đều trào ra lại ở vết sách trên cổ. Lúc này Hiền lại lao tới bảy bố, chụp tay bảy bố mà đưa lên, bịt lại vết rách của mình Hiền bắt đầu gào thét Bịt lại cho em đi Anh Bảy Bịt lại cho em Đừng cho nó rớt ra nha anh Bịt lại đi Bảy búa kinh hãi la hét ẩm lên mày Mày thả tao sao Thả tao sao Hiền chợt nhìn trăm chăm, chăm bảy búa mà cười phá lên <cười> Thả mày ra mày Thả mấy giá này bảy. Nói rồi, Hiền thả tay bảy búa ra khỏi cổ mình, sau đó lại chụp vào cổ tay của bảy búa, nhét vào tay bảy mấy cái bánh. Hiền lúc này ngửa từ từ cổ ra đằng sau, vết sách ngày một to ra, đến khi cái đầu ngã bật ra đằng sau. Bây giờ chỉ còn lại cái cổ trên người, máu và nước rong rêu bê bết trên đó. Hiền lại gào lên. Bảy Mày đút tao ăn đi Mày đút vô cái chỗ này đi bảy Đút vô cho tao nuốt cho no đi bảy Để mày nói tao chết sao mà vẫn ăn no Đút vô đi bảy <laughs> Hiền dùng tay bảy búa Đút từ cái bánh vào cổ mình Từng cái từng cái một Tay bảy búa dính máu mè bè bét hết cả tay rong rêu từ cổ hiền cũng bám vào tay bảy búa kinh hãi tột độ bảy búa la lên thất thanh tả tao ra bơ người ta quỷ tao Tản... xin lỗi mày hiền tả tao ra quỷ cứu tôi chợt mở mắt ngồi dậy thở hồn hển người bảy búa lúc này ướt đẫm mồ hôi xung quanh mọi người ở bàn nhậu đang nhìn chăm chăm bảy búa với vẻ mặt lo lắng ông tiến hỏi mày bị sao với bảy sao nằm vật ra đây mày mua thứ gì sao mà la dữ với bảy bảy bố Bông người đứng dậy mắt trợn ngược nhìn xung quanh đứng thở mạnh từng nhịp mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bảy bố chợt bảy bố đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh thờ của anh Hiền tấm hình thờ quỷ dị lúc này từ từ nở một nụ cười với bảy bố Hãi quá bảy búa bung chạy ra ngoài vừa chạy vừa la hét quỷ quỷ bớt người ta thằng hiền hóa quỷ tiếng la thất thanh của bảy búa làm cho cả xóm phải giật mình thức giấc bảy búa cứ cắm đầu mà chạy không biết phải chạy đi đâu cứ đâm đầu mà chạy thẳng miệng thì la thất thanh ông tiến vội kêu mấy thanh niên khác chạy theo giữ bảy búa lại Cả đám người vội chạy theo tìm giữ bảy bố. Chạy muốn hụt hơi mà vẫn không lại bảy. Lúc này tại nhà ông Tiến, Hà đang nằm võng đung đưa. Bà lành thì đã vào phòng, chỉ có Hà làn trần chọc mãi không ngủ được. Nó cứ nằm suy nghĩ về cái xác lúc sáng. Hình ảnh đó ám ảnh nó suốt từ sáng đến giờ. Chiếc đài cắt đang vang lên từng bản nhạc, thì chợt có tiếng rè rè như là bị nhiễu sóng tiếng nhạc phát ra lúc được lúc không rồi chợt im bặt chỉ còn lại tiếng rè rè do bị mất tần số tiếng nhạc phát ra lúc được lúc không rồi chợt im bặt chỉ còn lại tiếng rè rè do bị mất tần sóng hà vẫn nằm đung đưa cái võng vì chuyện này thường xuyên xảy ra cứ để nó rè rè một hồi là tự do sóng lại ngay nhưng nằm một đỗi vẫn không thấy hát lại định đứng dậy để chỉnh cái anten thì chợt nghe loáng thoáng từ chiếc đài có tiếng khóc hưng hức vang lên rồi chợt tắt thay vào đó là tiếng rẻ rẻ hà không biết tiếng khóc vừa rồi phát ra từ đâu nó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh cả người mắt đảo xung quanh tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại vẫn không biết là ai vừa khóc. Hà nghĩ trong đầu, hay là do mình sợ quá nên ấm ảnh nhỉ? Luồng suy nghĩ vừa thoáng qua thì chợt có tiếng nói vang vọng ở trước cửa. Hà, hà ơi! giật mình thót tim, Hà như không tin vào tai mình, Hà run lẩy bẩy rồi cất giọng hỏi ai ai kêu tôi đó đáp lại lời hà là sự im lặng tĩnh mịch tiếng đài cắt lại vang lên tiếng rè rè vội lao tới tắt máy đài lúc này xung quanh hà không một tiếng động không gian yên tĩnh đến đáng sợ hà hà ơi hà tiếng kêu trước cửa lại vang lên tay chân hà như quíu lại hà nuốt nước bọt mấy lần rồi cất giọng sợ sệt mà hỏi ai đó lần này trước cửa lại có tiếng nói anh đói quá anh lạnh quá Hà ơi chợt nghe cô tiếng động sau lưng mình hà giật mình quay lại thì thấy bà lành đang núp sau cánh cửa buồng bà đưa tay ra dấu cho hà im lặng trước cửa lại vang lên tiếng nói vọng từ xa xăm hà ơi cho anh miếng cơm đi hả anh hiền đấy em lúc này bà lành với tay chụp lấy cái chổi trà quét nhà bà đi từng bước từng bước nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động trước cửa lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa mở cửa anh dắt đi chơi hà ơi bà lành trên tay cầm cái chổi trà đang thủ thế sẵn tay trái bà đưa mở cái chốt cửa ra. Tiếng kêu của cái chốt cửa dị xét vang lên ken két. Cái chốt cửa được kéo ra hết, bà lành từ từ đưa tay nắm lấy cánh cửa, mở he hé ra từ từ. Rồi chợt bà bật tung cánh cửa thật nhanh, tay cầm cái chổi trà mặt đập tới tấp về phía trước cửa mà chửi lớn. Ma quỷ phá nhà tao, ma quỷ phá nhà tao. Tại lấy chổi trà ta đập cho ta đầu Ma quỷ phá nhà tao Lúc này trước cửa có cái bóng đen Lao vụt về hướng bãi biển Rồi biến mất Hà lúc này sợ quá cũng la hét lên Nghe tiếng la từ bên nhà mình Ông Tiến vội ba chân bốn cẳng chạy về Tới trước cửa thì thấy vợ mình đang dùng chổi trà đập xung quanh cửa với bậc thang trước nhà. Ông Tiến hớt hải mà hỏi có chuyện gì đâu chuyện gì mà lo lắng lo sóng lên như vậy bà lành thấy chồng mình về thì dừng lại mà nói ông coi đó nhà cửa bữa nay ma quỷ nó tới nó phá rồi đó tôi mà không ra kịp nó bắt thằng hà đi rồi ông tiến đi nhanh vào nhà thấy hà đang ngồi bệt dưới sàn đôi mắt thất thần hoang mang ông tiến hỏi sao vậy con kể cho ba nghe coi chuyện gì với một đứa trẻ 12-13 tuổi thì chuyện này là quá sức chịu đựng của nó. Hà ngồi im lặng hồi lâu rồi mới kể lại sự việc lúc nãy. Ông Tiến chặt lưỡi mà nói Mẹ cái thằng chết rồi mà còn hô người này người kia làm cái gì không biết. Sống thì hiền như cục bột ai nói gì nghe đó mà giờ chết đi rồi lại bày trò chọc phá người khác. Nói rồi ông bảo Hà vào trong ngủ với mẹ, còn ông thì nằm ngoài võng mà ngủ. Hà chui vào phòng, nằm đắp chăn kín mít từ đầu đến chân. Cứ hễ nó nhắm mắt lại, làm mọi thứ hình ảnh tiếng kêu ghê giận vừa nãy lại vang vọng lên trong đầu nó. Nằm một hồi, nó lim dim chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy mình đang đi trên một chiếc ghe, mà chiếc ghe này rất quen. Nó nhìn tới nhìn lui thì nhận ra, đây là chiếc ghe của ba mình Hà không biết tại sao mình lại ở trên ghe lúc này. Chiếc ghe đang thả trôi lênh đênh trên biển. Nó đi từ trước ra sau để tìm thử có ai hay không. Nhưng mà chiếc ghe này lúc này chỉ có mỗi mình Hà, không có một bóng người nào khác. Nhìn xung quanh thì là biển nước mênh mông, không thấy đâu là bến bờ. Hà hoang mang tột cùng, cứ ngỡ là mình bị trôi lạc giữa biển khơi, không một chút hy vọng nào để về nhà hà đi ra sau đuôi ghe như có tiếng ai đó thôi thúc trong đầu mình đi ra đây đi ra đi ra đây này đi đi ra đây hà như mụ mị hẳn đi chân cứ bước theo tiếng nói vang vọng trong đầu hà bước từ từ từng bước một lên trên thành ghe lúc này bên dưới nước chân Việt cũng tự động từ từ xoay chậm chậm rồi nhanh dần. khi hai chân Hà đã đứng trên thành ghe thì tiếng nói vang vọng đó lại vang lên. nhảy xuống, nhảy xuống đi, nhảy xuống, <laughs> nhảy xuống dưới đi, <laughs> nhảy xuống đi mà. <laughs> Hà không làm chủ được bản thân mình, cứ thế mà nhảy xuống nước phía bên dưới chiếc chân vịt của ghe đang quay nhanh tốc độ của nó sẵn sàng chém đứt thứ gì tiếp cận gần nó hà vừa nhảy xuống thì ở đâu có một bàn tay hiện ra chụp lấy hà mà níu lại một giọng nói của một người đàn ông từ phía sau vang lên tổ cha bay để nội cứ bay lên tụ bầy gan có vậy mới chết đây mà dám bắt cháu tàu đi nói rồi Người đàn ông này kéo Hà lên trên ghe Hà vẫn còn mụ mị Giọng nói vừa rồi Hà ngơ ngác Nhìn người đàn ông rồi nói trong vẻ mặt thất thần Ông là ai? Sao không cho cháu xuống dưới? Ở đó có người kêu cháu mà Có người kêu cháu xuống mà Người đàn ông tiến lại gần Dùng tay hứng nước từ một thùng nước trên ghe Rồi rửa mặt cho Hà Sau đó cất giọng nói Tao là ông nội của mày này Tổ già mày Lúc nãy Tao mà không tới kịp Là bây giờ mày bị phanh thay ở dưới chân vịt rồi Chứ không phải rỗng độc Hà được ông nội rửa mặt Thì thần chí có chút tỉnh dần Hà dần nhận ra Người đàn ông trước mặt mình Là ông nội của Hà Nội của Hà mất khi Hà Chỉ mới lên 7 tuổi Hà cất giọng hỏi Ủa nội Sao nội lại ở đây Nội chờ con đi đâu đi nội? Ông nội của Hà cười hiền rồi nói. Tao đây, nội của bầy đây Vừa rồi là bầy bị ma quỷ nó bắt hồn đi. Nó muốn bắt bầy đi theo nó. Hên sao là tao tới kịp mới giữ được cái mạng cho bầy đó. Rồi ông thở dài ra một hơi nói tiếp. Hây, thiệt quyết tỉnh. Thằng Tiến với con lành không có lo quan tâm cháu tàu gì hết. Để chút nữa tàu về, tao làm cho tụi nó một trận mới được. Nói rồi, ông lui hôi và hầm máy. Chiếc ga từ từ nổ máy lên, ông quay qua phía hà mà nói. Bây vô kê nằm đi, để nội cháu bây về. Chiếc ga từ từ lướt đi trên mặt nước. Hà nằm miên man trong cabin, chợt nghe cô tiếng kẻn đám tang thì hà giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh thì thấy đây là nhà mình biết mọi thứ vừa xảy ra chỉ là giấc mơ nhưng mà sao cảm giác nó thật lắm hà đi ra ngoài thì thấy ông tiến đang treo một cái gương bát quái ở cửa chính hà lại hỏi Bà treo cái gì trước cửa vậy ba ông tiến đứng bên ngoài cúi người xuống nhìn vào thì thấy hà đang đứng đó ông cất tiếng dậy rồi hà bay tao treo cái kính chiếu yêu Tao mới lên thành ở trên ông thầy giấu đó Treo nó lên để tránh ma quỷ Tới phá nhà mình Hà nghe tới đây thì quay người đi rửa mặt, đang đứng loay hoay rửa mặt với đánh răng thì có tiếng gọi lý dí ở phía sau lưng. Ê, Hà, tụi tao nè, Hà ơi! Hà quay lại thì thấy ba đứa Tý, Hải, Lân, tụi nó đều là bạn chung xóm với Hà, Thằng tí thấy Hà quay lại thì cất giọng rổ dê. Ê, bữa nay rằm, nước cạn, anh em mình đi qua cồn cát chơi đi, sẵn xuống bãi bắt ốc luôn, đi không mày? Hà lòm còn bò dưới chỗ, nói nhỏ. Ba má tao không cho đi. Hải lên tiếng. Đi, ai biểu mày xin đâu, đi lén thôi, lẹ đi. Hà ra hiệu cho tụi nó nói nhỏ, vì sợ ba má biết sẽ không cho nó đi. Hà vội rửa mặt cho xong, rồi trốn theo lũ bạn mà chạy lên cồn cát chơi. Lên tới cồn cát, lúc này mới 7 giờ sáng, nước bắt đầu cạn dần, ló ra nguyên một cồn cát thiệt lớn ở giữa biển. Nước biển buổi sáng tỉ trong vắt, đứng trên này mà nhìn thấy cả đáy bên dưới. Lũ trẻ cứ thế mà lao mình xuống dòng nước mát mà đùa dẫn, cười hí ha hí hố nhưng tụi nó không biết rằng nguy hiểm chết người đang cận kề chúng nó ở giữa cồn cát bốn đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau chúng lao mình xuống dòng nước mát ngụp lặn từ bên này sang bên kia phía bên kia nơi bến cá hôm nay vì là ngày rằm nên cũng ít người mua bán thấy tụi nhỏ chơi đùa ở giữa cồn cát người lớn có thấy thì cũng ngó lơ vì bọn trẻ ở xóm trài này đứa nào đứa đấy để biết bơi không những thế mà còn bơi rất giỏi là khác cộng với việc hôm nay nước cạn ra tít ngôi miếu ngoài xa nên cứ mặc cho chúng nô đùa tắm biển chơi chán rồi chúng lại lên cồn cát dùng cát biển vo tròn để làm banh rồi lại đứng từ xa mà chọi nhau phía ngoài khơi một bóng đen đang đứng ló cái đầu lên mà nhìn bọn trẻ ánh mắt hằn lên sự thèm thuồng. Bóng đen từ từ tiến gần tới cồn cát, rồi lặng xuống chờ đợi. Chẳng khác nào một kẻ săn mồi, khi mà mặt trời lên từng tia nắng già. Lúc này bọn trẻ nằm dài trên cồn cát mà phơi mình, thằng tí lên tiếng rủ dây. Nay biển cạn đã qua hoa tụi bay, phi bên dạng cạn hết ra rồi kìa, anh em mình qua bắt ốc thôi. Nói rồi ba đứa còn lại đồng loạt kêu lên đi anh em, hôm nay phải bắt sạch ốc khu bãi dạng mới được. Lân lên tiếng thách thức. Đúng, nhưng mà bây giờ phải bơi vào bờ rồi mới bơi qua bãi dạng được. Bây giờ anh em mình thi bơi, thằng nào vô sau cùng, thằng đó xíu nữa phải đi lụng củi nướng ốc cho những đứa khác, chơi không? Hà lúc này mới lên tiếng. Chơi thì chơi, tao sợ gì tụi bay. Hải lúc này cũng nói. Chơi mày, sau đếm hai ba là bắt đầu nhảy xuống nha tiếng đếm vừa dứt lần lượt bốn đứa thi nhau nhảy xuống nước mà bơi thật nhanh lúc này phía ngoài xa kia bóng đen nở một nụ cười ma mị dường như thời cơ đã tới bóng đen cũng ngụp xuống nước nhằm hướng bốn đứa trẻ mà lao tới lúc này đứa bơi nhanh nhất là thằng tí sau là lân tiếp là hải cuối cùng là hà thằng hà cố gắng bơi chân thoăn thoắt sắp vượt lên hải thì chợt từ đâu có một bàn tay chụp lấy chân hà mà kéo lại hà bị kéo bất ngờ hoảng hốt mà la lên một tiếng thất thanh hà vùng vẫy dùng chân còn lại đạp và cái thứ đang chụp lấy chân mình hà cảm nhận được thứ giữ lấy chân mình là một bàn tay người năm ngón tay đang níu chặt lấy cổ chân hà lại hà cố vùng vẫy chân đạp thật mạnh vào bàn tay kia nhưng nó nhớt nháp trơn trượt không thể nào đạp chúng được lực kéo của bàn tay rất mạnh làm cho hà phải ngụp xuống nước rồi trồi lên hết lần này đến lần khác hà đưa tay kêu cứu nhưng ba đứa bạn nó thì đang hì hục bơi về phía trước hà ngoi lên ngụp xuống tay vùng vẫy cố gắng kêu to cứu tao cứu bầy ơi cứu tiếng la sau cùng là hà gọi tên hải thật to và rõ ràng hà lúc này đã gần đối sức bóng đen bên dưới nước lúc này cất tiếng ồ ồ vang vọng bên tai hà ở lại chơi với anh đi hà <laughs> anh dẫn mày đi tắm biển nè hà <laughs> đi theo anh hà ơi <laughs> hà lúc này hoảng loạn vừa bị bóng đen kia nhấn nước vừa la lớn ta cho em ta cho em cứu từng nhịp trồi lên của hà đang chậm dần đi dường như không còn sức để trồi lên nữa hải đang bơi phía trước vì là gần hà nhất nên lúc hà kêu tên mình thật to hải bất chợt quay lại thì thấy cánh tay của hà đang quẫy quẫy người thì trồi lên ngụp xuống mặt nước ra hiệu kêu cứu Hải hoàng hồn mà la lớn. Thằng Hà, nó bị đuối nước. Tụi bay ơi, cứu nó. Tí, lân, cứu thằng Hà. Nói rồi Hải bơi thật nhanh ra mà chụp lấy tay Hà. Chụp được tay Hà thì Hải kéo mạnh thằng Hà từ dưới nước lên. Hà với được vai của Hải ngoi lên được trên mặt nước mà thở gấp lên từng hơi. Mà ra, tụi bay, mà sao đó, chạy đi Hải nghe hai tử ma ra Thì tái hết cả mặt Vội chụp tay Hà mà khoác lên vai Vội vàng bơi và bỏ Thằng Tý với Lân lúc này Cũng vội bơi ngược lại Mà lôi hai Hải với Hà vào Bóng đen như có thêm con mồi ngon Một lần nữa bơi thật nhanh tới Hai tay với chụp lấy chân của Hà với Hải Mà giật ngược lại Bị giật bất ngờ, Hải cũng bị nhấn xuống nước mà uống và mấy hơi nước, ngạt hết cả hơi. Bóng đen kia lại cười lên man dại. <laughs> càng đông càng vui. Theo tao đến chơi, vui lắm. Lúc này, không phải một mà là hai đứa trẻ đang bị đuối nước. Thằng Hải thì con sức, nó vùng vẫy ngụp lên xuống để lấy hơi. Còn Hà lúc này như không chịu được nữa Nó bắt đầu thả lỏng người Dần dần chìm xuống Thằng tí lao nhanh đến Chụp lấy đầu tóc của Hà mà kéo lên Hà ói nước từ trong miệng ra Mắt nó muốn sụp đi vì mất sức Chân thằng tí như dẫm phải Thứ gì đó mềm mềm Nhớt bao lấy chân nó Bóng đen bên dưới thì đang kéo mạnh Hai đứa trẻ xuống nước Hải hoảng hồn mà la lên Cứu tao Có ai đó đang kéo chân tao nè Ma nè Cứu tao Lúc này thằng Lân bơi tới Chụp lấy tay Hải Với tay thằng Tý mà kéo mạnh ngược lại Lá bùa trên cổ của thằng Lân lúc này phát ra một vầng hào quang mờ nhạt. Vầng hào quang này tỏa ra, đánh vào bóng đen bên dưới, làm nó phải hoảng hốt mà buông tay ra khỏi chân của hai đứa trẻ. Cứ thế từng hào quang tỏa ra, bóng đen không chịu nổi thứ ánh sáng kia, mà quay người đi biến mất tâm dường như cảm nhận được không còn bị lực kéo hải chồi lên mặt nước mà hít lấy hít để không khí vào trong người ba thằng lúc này bơi nhanh vào bờ trên bờ cát hai người đàn ông đang gánh cá đi ngang qua thấy ngoài xa ba đứa nhỏ đang chật vật vội lôi một đứa khác vào bờ hai người đàn ông dự biết chuyện chẳng lành người đi đầu dừng lại la lớn đây này, mấy đứa nhỏ, đuối nước hay sao đó bay? Thằng Lân lúc này còn sức, nên nó nói vọng vào. Cứu tụi con, mà ra kéo giỏ, cứu! Nghe thằng Lân kêu cứu, hai người đàn ông lập tức buông gánh cá mà lao ra, nắm tay tụi nó mà kéo vào trong bờ. Ba đứa lên được tới bờ thì nằm vật ra mà thở. Hà lúc này đã bất tỉnh, không chút động đậy, Người đàn ông lớn tuổi vội lay lay người Hà... mà nó vẫn nằm yên bất động. Người đàn ông nhìn người kia mà nói như hối thúc. Xíu, mày vác thằng nhỏ lên vai... cho cái đầu nó chọc xuống đất. Rồi mày chạy vài vòng... cho nước từ bên trong người nó trào ra. Lẹ đi, chứ để thằng nhỏ nó chết tươi bây giờ. Như không chờ đợi thêm nữa... anh Xíu vội vác Hà lên vai... mà chạy lên chạy xuống mấy vòng. Cõng Hà trên vai mà chạy trên cát lún anh xíu muốn hụt hơi mặt tái đi về mệt anh vẫn dáng chạy cho đến khi nghe hà ho lên thì anh mới dừng lại thả hà xuống mà ngồi ngửa mình ra sau thở hổn hển hà ho lên mấy tiếng nước từ bên trong trào ra ngoài hà ói liên tục ra bên ngoài toàn là nước biển đến lúc nước biển đã được ói ra bên ngoài hết hà cũng nằm ngửa vật ra mà thở người đàn ông lớn tuổi kia cùng với ba đứa nhỏ chạy tới chỗ Hà với anh xíu nằm mà hỏi dồn Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Thằng nhỏ tỉnh chưa xíu? Anh xíu vừa thở vừa nói Tổ trà nó Vác nó mà chạy tôi muốn chết theo nó đấy Nó tỉnh rồi Còn tôi tôi muốn xỉu rồi đây Người đàn ông lớn tuổi lại lên tiếng Thôi Giữ được cái mạng cho nó là mừng rồi Để tao lấy nước cho mày uống cầm hơi Nói rồi ông quay lại gánh cá, cầm lấy chai nước mà đưa cho anh xíu. Anh xíu tu một hơi dài, rồi ngồi bật dậy hỏi. Ông hai, ông coi tụi đó là con gái nhà ai? Dẫn tụi nó về, cho bà má nó quất cho một trận đi. Lần sau cho trưa cái tật tắm ngoài xa đi, con ngày chết tươi chứ không có dỡn chơi đâu. Ông hai lúc này mới nhìn kỹ bốn đứa nhỏ, rồi mới cất tiếng hỏi. Mấy đứa nhỏ ở xóm dưới phải không còn? thằng kia là con của thằng tiến phải không? ghe bà bây mới có hai thằng bạn chết đuối mới trở vô hôm qua số gì? ba đứa lúc này mới đồng loạt lên tiếng. dạ, tụi con ở xóm dưới. đúng rồi đó ông. thằng này ghe nhà nó mới có hai người chết. ba đứa vừa nói vừa chỉ vào hà. hà lúc này cũng lồm cồm bỏ dậy mà nói. dạ, con tên hà, con của ba tiến. Ông hai lại lên nói Đi Tao dắt tụi bay về Tổ cha tụi bay Xém chút nữa là bốn cái đám rồi đó nhà bay Nói rồi ông hai dắt bốn đứa nhỏ về Ba đứa tí hải lân Thì bị một trận đòn như tử Đánh cho trở cái tội tắm biển Riêng Hà Khi mà được ông hai dắt về Kể đầu đuôi sự việc Ông Tiến cảm ơn ông hai dối rít Rồi kêu Hà vào trong nhà tắm thay đồ rồi lên để ông tiến hỏi chuyện hà vừa tắm lên thì thấy ba má mình ngồi chờ sẵn bà lành xót con nên kêu hà tới ngồi gần mình lỡ có bị ba nó đánh thì bà còn đỡ cho lúc này ông tiến mới hỏi có phải đêm qua bay nằm mơ chết hụt không Rồi ông nội đưa bay về có phải không bà lành lúc này mở to mắt lên tỏ vẻ bất ngờ mà hỏi lại Sao ông biết chuyện này hồi đêm tôi nằm chiêm bao thấy ba về ba chửi quá chừng rồi kêu thằng hà mới vừa bị chết hụt ông tiến châm điếu thuốc rồi nói tiếp tôi cũng nằm chiêm bao như bà để thằng hà nó nói coi có phải không lúc này hà mới kể lại mọi chuyện nó đã gặp phải nó vẫn còn cảm giác sợ hãi nên khi kể tay chân nó nổi lên từng đợt da gà lông tay lông chân dựng đứng cả lên. Bà lành nghe Hà kể thì hoảng hốt, nhưng không giữ được bình tĩnh mà vội vàng hối thúc chồng mình. Ông ơi, ông có sao chứ để ma quỷ nó đòi bắt con mình. Nhà mình có mỗi nó là con trai đó ông ơi, đừng để ma quỷ nó bắt con mình. Nói rồi bà lành khóc thút thít, ông Tiến mới lên tiếng. Chiều nay, để đi chôn thằng Hiền với thằng Hậu xong xuôi, tôi lên nhà ông tẩy sáu coi thử coi sao rồi xin cho nó cứ bổ hộ mệnh nói rồi ông rít từng hơi thuốc mà nhìn xa xăm ánh mắt đượm buồn như đang suy nghĩ một điều gì đó hai giờ chiều mọi người bên nhà dì tư đang chuẩn bị cho việc đi chôn mới sáng nay còn nắng đẹp ấy vậy mà bây giờ trời đã kéo mây đen âm u có người ở xóm trên xuống dự đám tang rồi kể ở trên cổn cát mới có thằng nhỏ bị chết đuối tội nghiệp thằng nhỏ mới 13 tuổi đầu tắm biển sao mà hụt chân chết tươi ông tiến nghe người này nói thì chợt lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình ông suy nghĩ về việc con mình bị chết hụt lúc sáng chợt ông dùng mình phải chăng đứa nhỏ đó đã thế mạng cho con mình lễ di quan cũng được diễn ra nhanh chóng khi hai cái quan tài vừa khiêng ra khỏi nhà Bảy búa lúc này đang đứng gần đó. Nó đã tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn còn sợ lắm. Bảy không dám tới gần đám tang, mà chỉ đứng từ xa nhìn. Chiếc quan tài của Hiền vừa khiêng ra khỏi nhà, bảy búa từ xa thấy có điều gì đó khác thường. Có một cái bóng người đi sau lưng quan tài, không nhìn rõ mặt bóng người này, nhưng người này đang mặc trên mình một bộ đồ ướt. Bảy búa căng mắt nhìn kỹ hơn, thì bóng người này thình lình nhảy bật lên mà ngồi trên quan tài đôi chân thòng lòng xuống mà đung đưa những người khiêng quan bên dưới cảm nhận được như chiếc quan tài đang nặng hơn mặt người nào người nấy nhăn lên bảy búa như không tin vào mắt mình cứ đăm đăm nhìn theo lạ thay cái bóng người ngồi vắt vẻo trên đó mà mọi người bên dưới không ai thấy thì giật bóng đen này quay về phía bảy búa mà nhìn trực diện bóng đen nhe hàm răng đầy rong rêu của mình ra mà cười với bảy bóng đen còn ngửa cái cổ của mình lên lộ ra một vết rách dài dùng tay chỉ chỉ vào vết sách miệng thì cười với bảy búa như trêu ngươi bảy búa lúc này đứng từ xa mà tẻ luôn trong quần chân run rẩy không bước nổi ngã quỵ xuống mà bỏ lết cuối cùng thì hai chiếc quan tài đã được chôn sâu dưới ba mét đất lúc này khoảng 3 giờ 30 chiều. Ông Tiến không về nhà mà đi thẳng lên nhà ông thầy Sáu. Ông kể hết mọi chuyện đầu đuôi nhà mình cho thầy Sáu nghe. Thầy mới bảo Thường những vòng chết ngoài đường hay chết trôi mình cần phải làm lễ cầu hồn người ta về. Không biết bữa giờ có ai cầu hồn hai anh em nó về chưa? Ông Tiến lúc này mới chợt nhớ ra điều thầy Sáu vừa nói. Ông nói, Dạ, bữa giờ tụi em lô bô quá cũng quên anh Sáu à? Chưa cầu hồn mà sao tầng hiền nó vẻ nó quậy quá anh Sáu? Anh coi có, có cách nào không? Ông Sáu lúc này cũng thở dài mà lên tiếng. Ê, hey, tao có tài phép gì đâu bay. Học được mấy cái bùa đây để trấn trong nhà thôi. Chứ có biết gì trừ ma trừ quỷ đâu. Uống một ngụm trà rồi ông lại nói tiếp. Mai đây, 16 tháng bà âm Ngày vía ông Nam Hải Bày coi được Thì tối nay Tao nhờ bày hai chuyện Ông Tiến vội gật đầu rồi nói Dạ Anh Sáu nhờ chuyện gì Tôi nói em nghe Ông Sáu mới nói Thứ nhất Tối nay Bày chuẩn bị cho tao Hai bàn lễ Một bàn lễ dùng để Ra biển Cầu hồn thằng Hiền Với thằng Hậu Vẻ Thứ hai Một bàn lễ kia là tao để lên đền ông tao xin ông phù hộ cho cái vùng này khỏi bị ma quỷ quấy phá để dân người ta còn yên tâm mà làm ăn ông tiến nghe tới đây thì vội đáp tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ở tại anh sáu thôi cũng chiều rồi em về sắm sửa rồi tối mình đi nói rồi ông tiến chào ông sáu rồi đi về trên đường về nhà ông tiến ghé ngang nhà dì tư kể với dì đầu đuôi mọi chuyện Dì Tư chỉ biết cúi mặt khóc rồi thút thít mà nói Bây coi đó anh em nó chết rồi bỏ tao một mình mà bây giờ còn làm cho tao khổ tâm tao mang tiếng với trỏm xóm qua năm ơi Ông Tiến an ủi dì Tư mấy câu rồi nói cho dì Tư nghe về việc đi cầu hồn hai anh em hiền hậu về nhà Dì Tư nghe xong thì nói mọi chuyện cho chị nhờ mày nha năm chị già cả rồi kêu chị đi ra đó chắc không có nổi ông tiến giả giả vâng vâng rồi chào dì tư đi về sáu giờ tối ông tiến cùng với ông sáu anh chín ba người cùng nhau chuyển đổ lễ ra ngoài ghe ông tiến vào khởi động máy ghe chiếc ghe từ từ tiến ra khơi giữa bóng đêm mù mịt của biển cả ông tiến phải dò ra đa mới tìm được hướng ra nơi mà hiền hậu chết đuối khi đã già đúng chỗ lúc trước xảy ra sự việc thương tâm thì ông tiến cho ghe dừng lại ba người bắt đầu bày bàn lễ vật ra sau đó ông sáu mới đứng thắp nhang mà khấn vái bài văn khấn gọi hồn hồn ai chết nước chết trồi không về cùng xác ở đây làm gì về nhà ấm cúng nhang đèn nơi này lạnh lẽo đói buồn quanh năm con ơi con có hay rằng ở nhà mẹ già mòn mỏi đợi mong ngày ngày mẹ cưng ngóng trông hồn con đang ở chốn nào về đi đọc một chàng văn khấn rồi ông sáu bắt lấy hai con gà mái mà đứng từ trên ném xuống dưới biển, miệng lại khấn lên. Vong hồn, Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày. Vong hồn, Nguyễn Văn Hậu, sinh ngày. Hiện nay, đang dưới nước sâu lạnh lẽo. Quý vị nào có bắt hai hồn trên, cho con xin thế hai con gà này, mà cầu xin cho hồn về đoàn tụ với gia đình, Nói rồi ông thắp ba nén nhang, quỳ lại bốn hướng. Lúc này hai con gà đang vùng vẫy dưới nước, thì chợt như bị ai đó kéo mạnh xuống nước mà chìm mất tích. Ông Sáu thấy thế thì mặt con nét mừng thầm, ông vội lấn khấn thêm. Quý vị đã nhận phần lễ thế. nay giáo chủ có chuẩn bị một ít lễ mọn, mong quý vị nhận lấy. Nói rồi ông bảo ông Tiến và anh Chín, gom hết tất cả bánh trái, giấy tiền vàng mã, hai hình nhân giấy, một chiếc thuyền giấy, một tháp vàng mã mà giải tất cả xuống dưới nước. Xong xuôi chợt chiếc khe nghiêng hẳn về một bên. Ông Sáu lúc này mới vội khấn to. Hồn ai được mời thì xin lên ghè. Hồn ai không phải thì hãy nhận đủ lễ vật rồi thả cho. Chiếc khe lúc này từ từ bất nghiêng hẳn. Chợt từ dưới nước có một bóng hình leo lên ghe cả ba người không ai thấy bóng hình này chỉ thấy có dấu chân ướt sũng đi từng bước trên sàn ghe bóng đen này là vong hồn của hậu vong hồn của hậu leo lên ghe rồi ngồi co rúm ở gần cabin thấy được dấu chân đã lên ghe ông sáu nói với ông tiến rằng mọi chuyện đã xong bây giờ coi quay ghe mà chạy vào bỏ để anh làm lễ rước vong. Chiếc ghe quay đầu chạy vào bờ. Phía trong bờ lúc này, mọi người cũng đứng chờ sẵn từ bao giờ. Một chiếc thảm vải được trải từ dưới biển gần mặt nước lên tới cửa nhà dì tư. Khi chiếc ghe vừa cập bờ, ông Sáu nhảy xuống đứng trước mũi ghe mà thấp nhang khấn vái. Rồi ông bảo dì tư đi trước, trên tay cầm cái đèn dầu để soi đường nhưng mà phải đi bên ngoài cát không được đi vào trong tấm vải cũng không được để đèn dầu tắt vì khi lúc này vong hồn người chết vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn nên phải cần người soi lối cho về nhà vong hồn sẽ nhìn theo ánh sáng từ đèn dầu để đi theo dì tư cứ đi từng bước chậm rãi mọi người cũng từ từ đi theo lúc này trên tấm vải ẩn hiện từng dấu chân bước đi lên không chỉ có dấu bước chân mà còn có những dấu nhỏ li ti xung quanh như là nước nhễu xuống. Khi bóng dì tư đã gần đến cửa, ông Tiến thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao cầu hai vong hồn mà lại chỉ có dấu chân của hai bàn chân? Ông giật mình quay lại tìm ông Sáu. Ông Sáu lúc này đã đi thẳng lên đèn ông Nam Hải để làm lễ, xin ông phù hộ cho dân làng trải tai qua nạn khỏi. Ông Tiến suy nghĩ, nếu chỉ có một hồn vào bờ, vậy một hồn còn lại nữa đã đi đâu? Như chợt nhớ ra điều gì ông vội nói to. Chết mẹ rồi, thằng Chín đâu? Tìm xung quanh không thấy anh Chín đâu. Lúc này, anh Chín đã chạy ghe ra xa bờ, rồi bỏ neo xuống. Anh mới bỏ cái thúng xuống nước, đang loay hoay tìm cái rằm. Vừa leo xuống thúng, thì anh thấy một bóng đen đang đứng dưới nước vịn vào thành ghe. Anh Chín bất thình lình, giật mình, rồi cất giọng nói. Ủa, anh Năm, bộ quên cái đồ gì sao mà lội bộ ra vậy sao? Leo lên tôi chở vô nè. Bóng đen vẫn đứng yên không nói gì. Anh Chín lại lên tiếng. Ê, kỳ danh Năm, kêu không trả lời sao? Leo lên vô tôi chở vô nè. Hay là muốn lội bộ vô? Nói rồi, chín đưa tay khèo khèo vai của cái bóng đen kia. Cái bóng đen từ từ quay cái đầu của mình lại. Cái đầu lúc này quay một phát 180 độ ra đằng sau, làm cho anh chín chết điếng, tay run rẩy mà buông cả cây rằm xuống nước. Chín nhận ra khuôn mặt của bóng đen kia là ai, không ai khác là Hiền. Bóng ma của Hiền đang đứng trước mặt chín bây giờ. Chín sợ quá hét lên. Mà... Bớt người ta... Mà... Hiền lao lên, chụp đầu của Chín mà lôi xuống nước. Chín chối với, chụp lấy thành ghe mà bám vào. Lực lôi mạnh của Hiền làm cho Chín bị ụp xuống thúng. Cái thúng bị ụp ngược lại mà chìm mất. Chín vội vàng vùng vẫy, tay cố tìm thành ghe mà bám vào. Hiền lúc này mới cười phá lên. <laughs> chín Đi với em nha Chín Sao ông thấy tôi gần chết bảo không cứu Sao ông không cứu anh em tôi Chín Vậy thì Ông đi luôn theo tôi Chín bị Nhấn nước Ngạt thở đến mức tím tái cả khuôn mặt cố gắng vùng vẫy mà ngoi lên bám vào được cái thành ghe mà leo lên nhưng hiền lại chụp chân của chín mà lôi xuống nước lại tay chín bám vào thành ghe mà bật cả máu ra ngoài hiền cứ thế lôi chín xuống nước nhấn đầu chín xuống lúc này chín đã uống nước biển no căng cả bụng hiền lại cay nghiệt mà nói tao giết tao bất tụi mày theo anh em tao tao bất tụi mày đang cười lên đắc ý thì từ đâu xuất hiện hai bóng đèn to lớn trên người mặc giáp phục tay cầm kiếm lao tới chụp lấy bóng ma của hiền mà lao nhanh về phía đèn thờ ông nam hải chín lúc này cảm nhận được không còn lực kéo mình xuống nước mới ngoi lên vội trèo lên trên ghe mà co rúm người lại run lên cầm cập vì sợ lúc này ông tiến cũng vừa mới bơi thúng đến thấy chín đang ngồi núp sau cabin mình mầy ướt nhẹp run lên ư hử ông tiến cất tiếng hỏi chín phải mày không chín chín rồi chín chợt thấy ông tiến thì la lên hoảng hốt mà mà anh ơi lúc kéo em ông tiến cột cái thúng vào ghe rồi nhảy lên mà nói tao đây tao đây anh Năm đây. Ma cỏ gì mà anh? Nghe giọng của ông Tiến, chín lúc này mới hoàn hồn, rồi vừa nói vừa mếu máu. Trời ơi, anh Nam ơi, thằng Hiền nó kéo tôi thiên theo nó. N nó nói, nó bắt hết mấy người ở đây. Nó đòi kéo tôi theo đó anh Nam ơi. Nghe chín nói, mà ông Tiến lạnh hết cả người, nổi da gà cả lên. Ông hỏi lại, rồi nó đâu? Rồi sao mày thoát được? Chín vẫn méo máu mà nói Tôi có biết đâu, tự nhiên đang bị nhấn nước, tôi thấy nó không nhấn nữa. Tôi leo lên đây tôi ngồi nãy giờ, <laughs> giờ tôi mà leo xuống, nó nhấn tôi nữa. Ông Tiến hỏi thêm Rồi cái thúng của tao đâu? Chín nhăn mặt trả lời Chìm dưới kia kìa, cái mạng để không lo, lo cái thúng. Ông Tiến nghe Chín nói thì chợt bật cười rồi nói. <cười> Ý tao, tao không thấy thì tao hỏi. Thôi, để đó, mai sáng trời tao ra vốt. Giờ mày xuống thúng tao trở vô nè. Chín lắc đầu ly lẹ mà nói. Tôi, tôi, tôi. Giờ tôi mà xuống là nó nhấn, nhấn đầu tôi nữa đất chân nội. Ông Tiến mới hồ Bây giờ mày không xuống, tao đi vô bờ. Mày ở đây, là nó nhấn mày nữa à? Chín run cầm cập mà nói Rồi để tôi xuống Chín bước xuống thúng Mà ngồi co rúm lại Người vẫn còn run lên cầm cập Chín hối thúc Ông Tiến chèo nhanh lên Chứ để mà Hiền quay lại là có nước chết trùm Khi thúng vừa cập bờ Chín leo xuống Chạy như bay vô trước cửa nhà dì tư Ngồi dưới bậc thang mà run Mọi người thấy vậy thì ra hỏi chuyện Chín kể lại mọi chuyện vừa rồi làm cho ai cũng ớn lạnh. Ông Tiến lúc này cũng đi vào, châm điếu thuốc cho chín hút lấy lại bình tĩnh. Thì trong đám người có một người phụ nữ chợt khóc lên tu tu. <laughs> mẹ ơi! Con về rồi đây mẹ ơi! Người này vừa khóc, vừa ngồi bó gối mà run rẩy, miệng đánh lên kêu lập cập. Người phụ nữ này rên lên. Con, con lạnh quá mẹ ơi! Con lạnh quá! Dì Tư lúc này mới quả khóc lên. Con! Là con phải không hiền! Là con phải không hậu! Mẹ đi con ơi! Mẹ đây! Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ đó lại lên tiếng Con đây Con hậu đi mẹ ơi Là con bất hiếu Con bỏ mẹ con đi Dì từ lúc này khóc to hơn Rồi hức hức mà ôm người phụ nữ kia vào lòng mà nói Con đây là con Còn anh bay đâu Bay đây rồi Còn thằng Hiền đâu hồn ma của hậu đang nhập trong xác của người phụ nữ kia mà nấc lên từng tiếng rồi mới nói con con bị con ma ra ở đó nó kéo nó bắt con tay chỗ cho nó con anh hai do nhảy xuống cứu con mà bị chân vịt nó chém chết bất đắc kỳ tử ông chết oan chết ức ôm mặt mà hóa quỷ rồi mẹ ơi ông về trước con mà ông hóa quỷ rồi ông ấy bắt người này người kia theo ông lúc nãy còn thấy có hai người âm binh ở đền ông nam hải xuống bắt anh hai về đền rồi mẹ ơi nghe tới đây dì tư như muốn ngất lịm đi anh chín mới hiểu ra lúc nãy là bóng ma của hiền bị bắt đi chứ nếu không giờ này chín cũng đã là cái xác không hồn Nói rồi bóng ma của hậu dặn dì tư, thường xuyên nhang khói, ăn chay, chỉ tụng kinh sám hối, mong giảm nhẹ tội nghiệp cho hiền, để hai anh em được đi đầu thai sớm. Giờ mọi chuyện cũng đâu vào đó, mọi thứ đã trở về bình thường. Vong hồn của hiền không còn phá phách, bắt kéo người đi theo mình nữa. Cuộc sống ở làng trài sau những ngày bão tố lại trở về bình thường. Những chuyện gặp ma quỷ nơi này vẫn diễn ra thường xuyên, chỉ là không còn lộng hành bắt bớ người dân vô tội nữa. Từ khi chuyện này xảy ra, người ta cấm tuyệt đối những đứa trẻ trong làng tắm biển. Nếu muốn tắm thì phải có người lớn đi cùng và hạn chế tắm những ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch vì họ cho rằng những ngày này thường nặng về phần âm khí. Những ngày xui xẻo nên không cho trẻ con tắm biển hay ra đường vào những ngày này. Còn về phần hà, năm tháng trôi dần qua, nhưng những chuyện nó chết hụt mấy lần Giờ chuyện ma quỷ xảy ra ở cái xóm này Xảy ra trong tuổi thơ nó Sẽ chẳng bao giờ nó quên Những ký ức này cứ mãi ám ảnh cả cuộc đời về sau Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến Chúng ta vừa nghe xong nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media Và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ truyện ma, truyện linh dị tới truyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình để phục vụ cho quý vị. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.